Nghiệp tăng tức là tu, nhưng mà lại còn có nghiệp. Cho nên cái nghiệp đầu tiên tất cả mọi người chúng ta đây ai cũng phải chịu, đó là hàng nhiệt cơ khát. Nó rõ ra đó là phải ăn, phải uống, phải có chỗ ngủ nghỉ, thì lúc bây giờ để chúng ta mới sống và tu được. Cho nên đây từ cái chỗ phàm này mà có nghiệp. Thì nếu mà người quyết tâm tu đó, thì lần lần từ cái chỗ phàm này mà ta cắt bỏ cái chữ nghiệp đi, thành ra chúng ta không còn là nghiệp tăng nữa, mà ta trở thành ra hiền tăng, tức là người tốt trên cuộc đời, không lệ thuộc cuộc đời. Cho nên những người tu này đó, ban đầu đó, thì người ta còn ăn uống bình thường, nâng lên một cao một bước đó, thì người ta còn ăn rễ cây, lá cây và trái cây mà người ta sống. Rồi lần lần người ta không lệ thuộc cái này nữa, người ta có thể nhịn đói từ một ngày cho đến bảy ngày. Thì cái trường hợp này đó, lần lần người ta không lệ thuộc vào cuộc đời, người ta được giải thoát. Câu hỏi của Nguyễn Quân. Có một vị thầy nói, người mới tu còn ăn uống bình thường, nâng cao lên một bước, chỉ ăn rễ cây, lá cây, trái cây, sau cùng một tuần trở lên mới ăn cơm một lần hoặc không ăn mới giải thoát được. Không biết ông thầy nào, ông thầy Quả Đạo hay là ông thầy Phật giáo? Nếu ông thầy Quả Đạo thì biết là ông thầy tào lao rồi. Mê tín, phản khoa học, phản Phật học, phản nhân quả. Còn nếu đó là ông thầy tu sĩ Phật giáo thì mình biết rằng là ông này không có học Phật. Cho nên á, thầy tu nào, dù có tôn giáo nào hay là của Phật giáo mà dạy như cái câu hỏi nêu ra thì biết đó là ông thầy tào lao, không hề đọc kinh, không hiểu được kinh, làm bậy, truyền bá bậy thì dẫn đến nhiều hậu quả và xấu. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2024. Cung cấp thông tin về thầy chùa giả, lừa đảo và sống xa hoa cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính gửi Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, Phó trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tên tôi là Nguyễn Văn Sinh, cư ngụ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Còn tôi tên là Thiều Thị Hương, cư ngụ tại huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Và tôi tên là Nguyễn Văn Vinh, cư ngụ tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Và tôi tên là Vũ Thị Hiền, cư ngụ tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và tôi tên là Võ Thị Minh Hương, cư ngụ tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và tôi tên là Vũ Thị Hiếu, cư ngụ tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Và tôi tên là Bùi Thị Toán, cư ngụ tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Và tôi là Đỗ Thị Bạch Tuyết, cư ngụ tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và tôi Nguyễn Huy Hùng, cư ngụ tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Kính thưa quý vị, vừa qua nhân dân chúng tôi có xem trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC Lao, thấy tiến sĩ Đoàn Hương có phát biểu trong một buổi tọa đàm nói về thực trạng tệ nạn thầy chùa giả hiện nay và những bất cập còn tồn đọng trong việc quản lý tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngay sau đó, ngày 27 tháng 2 năm 2024, trên báo Giác Ngộ.vn, chúng tôi thấy Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, Phó trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có gặp lãnh đạo đài VTC và phản ánh như sau. Bà Hương có nhắc đến một số chùa, không nói rõ cụ thể, bà ấy nói nhập nhèn tiền công đức, rồi tổ chức dâng sao giải hạn để trục lợi, làm tiền. Chúng tôi không khẳng định 100%, các sư đều nghiêm túc. Ở đâu cũng có con sâu làm dầu nồi canh, nhưng không nên nói chung chung như vậy.
mà không chỉ ra cụ thể là ai, trường hợp nào, kiểu nói vơ đũa cả nắm như vậy khiến nhiều chư tăng tu hành chân chính rất bức xúc. Cần phải nói cụ thể đó là ai, nói thẳng ra ông sư pháp danh là gì, là hòa thượng, thượng tọa hay đại đức ở chùa nào, để giáo hội chúng tôi sẽ đề nghị công an vào cuộc điều tra. Thượng tọa Đạo Thịnh nêu quan điểm. Kính thưa quý vị, hưởng ứng theo lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước về việc báo cáo các vấn đề tham nhũng tiêu cực, đồng thời nghe theo lời kêu gọi của Hòa Thượng Thích Gia Quang cũng như Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, những người có chức vụ trong Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc cần nêu rõ ông sư pháp danh là gì, là Hòa Thượng, Thượng tọa hay Đại Đức ở chùa nào, để giáo hội chúng tôi đề nghị công an vào cuộc điều tra. Nay, nhân dân chúng tôi xin cung cấp các chứng cứ về các thầy chùa có lối sống xa hoa, tu không có giáo lý, làm sai giáo luật nhà Phật, cũng như vi phạm hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiều năm liền mà chưa được xử lý. Nhân dân chúng tôi xin nêu từng trường hợp cụ thể như sau, mong Giáo hội Phật giáo Việt Nam xử lý thật triệt để đúng như những phát ngôn của mình. Trường hợp 1, thầy chùa Đại Đức Thích Thanh Toàn. Thầy chùa Thích Thanh Toàn này tu ở chùa Nga Hoàng, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, lừa đảo người mê muội, mới tu có mấy năm mà đã dư trên 300 tỷ. Đây đích thực là thầy chùa siêu lừa đảo. Thầy chùa Thích Thanh Toàn này tu không có giáo lý của đạo Phật nên mới siêu lừa đảo như thế. Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang và Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, đây là trường hợp thứ nhất của Đại Đức con sâu làm dầu nồi canh mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần cung cấp thông tin. Sáng ngày 3 tháng 9 năm 2019, bài viết sư trụ trì cả tỉnh phóng viên được đăng tải trên báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Chiều cùng ngày, trả lời các phóng viên, nhà sư Thích Thanh Toàn cho biết ông đang nhờ tư vấn viết đơn kiện báo Phụ Nữ. Không có chuyện ông đã tình hay nói và làm những việc trái đạo đức của một người tu hành. Để dập đường dư luận, chúng tôi nhận thấy cần phải cung cấp thêm tư liệu giúp bạn đọc có thể hình dung đầy đủ hơn về nhà sư Thích Thanh Toàn. Là một đại đức khoác áo chủ trì, hàng ngày giao kinh giảng Phật cho hàng trăm Phật tử, thế mà lại khoe mối quan hệ thân thiết với những nữ showbiz Việt, rồi gạ tình một cách thô thiển và còn đòi tôi gửi ảnh trần chuồng. Bây giờ giảng minh cho thầy đấy, bất cứ chỗ nào mà như lị nhà kỳ nhà đồ thầy có nhiều đệ tử, nhưng mà thầy chưa một lần thầy có dục vọng, nhưng mà con thì thầy là có đấy, cho nên thầy nói là thầy chẳng là lúc này thầy nói với con là nếu mà con can đảm con gửi trần chuồng của con. Và như dốt hơn nữa, chứ Toàn còn thớ lỡ khoe cái của quý của thầy cứng nhắc. Đây thầy nói được, vẫn bây giờ tự nhiên kinh con không phải động thái. Thầy cũng điều chỉnh được xuống thật, mà nó xuống động kỳ lạ lắm. Con đây là thầy nói nghiêm túc với con. Tột cùng của sự đê hèn khi sư Toàn mượn Phật Pháp để gạ tôi quan hệ và lừa phỉnh, chỉ cho nó chạm vào nhau một tí thôi là ấp dương kết hợp, là em tôi sẽ khỏi bệnh. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc sẽ ban hành quyết định bãi chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng đối với Đại Đức Thích Thanh Toàn, thu hồi quyết định bổ nhiệm thầy Toàn làm trụ trì chùa Nga Hoàng, thu hồi khuôn dấu chùa Nga Hoàng ở xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Về nguyện vọng xin được giữ lại tài sản thuộc sở hữu cá nhân, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý với thỉnh nguyện này của Đại Đức Thích Thanh Toàn. Vì vậy, sắp tới ban sẽ làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng đương sự để xác minh làm rõ nguồn gốc tài sản liên quan đến cá nhân đương sự và chùa Nga Hoàng theo quy định của pháp luật. Chùa Nga Hoàng sẽ do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc điều hành cho tới khi có trụ trì mới. Về việc dư luận rất bức xúc với thỉnh nguyện xin được giữ lại tài sản thuộc sở hữu cá nhân sau khi xả giới hoàn tục của Đại Đức Thích Thanh Toàn, nhân dân đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho điều tra thầy Thích Thanh Toàn tu ở chùa Nga Hoàng, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc này tu lừa đảo như thế nào mà quá giàu như vậy. Theo như lời của Thượng tọa Thích Gia Quang
và Thượng tọa Thích Đạo Thịnh đã phát biểu, đồng thời mời công an vào cuộc điều tra như đã hứa. Trường hợp 2, thầy chùa Thượng tọa Thích Phước Tiến. Thầy chùa Thích Phước Tiến tu ở tu viện Tường Vân ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thầy chùa Thích Phước Tiến này công khai trên mạng nhiều lần tuyên bố rằng: "Tôi Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, xin tuyên bố cho quý vị biết rằng: 1. Thích Phước Tiến tôi là giảng sư đạo Phật như là người mù rờ voi. Đụng đâu nói đó, nếu tôi rờ trúng chân voi thì tôi nói con voi giống như cây cột đình. 2. Thích Phước Tiến tôi nếu rờ trúng tai voi thì tôi nói con voi giống như cái quạt. 3. Thích Phước Tiến tôi nếu rờ trúng bụng voi thì tôi nói con voi giống như cái trống trầu. 4. Thích Phước Tiến tôi nếu rờ trúng đuôi voi thì tôi nói con voi giống như cây chổi vậy thôi. 5. Thích Phước Tiến tôi xin lặp lại rằng tôi chưa hề giác ngộ đạo Phật gì cả. Tôi xin nói rõ với quý vị như thế. Chừng nào tôi đạt được giác ngộ thì tôi sẽ la làng lên là tôi đã giác ngộ. Còn hiện giờ tôi chưa giác ngộ gì cả. Con nhóm Phật tử từ Hà Nội trở về Sài Gòn thăm tôi, thì khi có ghé tu viện Tường Vân thì trong nhóm Phật tử này khoảng 30 người. Thì trong đó có người hỏi tôi, nói thưa thầy, ngoài Đức Phật ra, ngoài những người mà nói thành Phật đó, là sự thật hay là chuyện thiết vậy thầy? Và câu thứ hai cô hỏi tôi là làm sao con người chúng ta có thể thành Phật được? Đây là hai câu mà tôi cũng cảm thấy hơi chới với vấn đề này. Do là cái hiểu của chúng ta về Phật giáo như vậy, cho nên chúng ta mơ màng, chúng ta mới có những câu hỏi như vậy. Và vì có những câu hỏi như vậy, cho nên tôi mới nghĩ rằng chắc còn nhiều Phật tử cũng đang mơ màng về vấn đề này. Cho nên hôm nay tôi mới chia sẻ với các vị là từ những cái chỗ đó. Thật ra tôi với các vị thì cũng như người mù rờ voi thôi. Nhưng mà đụng đâu thì nói đó hả? Nếu tôi ôm được cái chân thì tôi nói con voi với cái cột đình. Nếu tôi ôm phải cái lỗ tai thì tôi nói sao? Tôi nói con voi giống như cái quạt mo vậy đó. Nếu tôi ôm được cái bụng thì tôi nói là con voi giống như cái trống trầu. Nếu tôi ôm được cái đuôi thì tôi nói con voi như cái chổi. Vậy thôi. 6. Tôi Thích Phước Tiến xin khẳng định thời Đức Phật hoàn toàn chưa có chữ viết mà chỉ được truyền miệng, nên thời Đức Phật không có kinh sách như bây giờ. Thường thường trong đạo Phật không có cái quyền ký. Đức Phật cũng chưa có quyền ký gì lại cho chúng ta. Các vị nên nhớ như vậy. Nhưng mà bản thân ông thì ông nói cái tập quyền ký này Đức Phật gửi cho Ngài Ca Diếp trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 1 năm. Đây là một cái mấu chốt mà chúng ta cần tìm hiểu. Xin thưa các vị, cái vấn đề cơ bản nhất chúng ta cần tìm hiểu về các giai đoạn tập kết kinh điển mà chúng ta biết rằng giai đoạn trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Xin thưa, cái thời gian mà Đức Phật còn tại thế đó, cái thời điểm đó có chữ viết chưa? Lời dạy của Đức Phật có được chép thành kinh điển chưa? Chưa có biên tập gì hết, cũng chưa có trở thành kinh điển ghi chép gì hết. Trải qua 300 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, kinh điển vẫn là được truyền miệng lại của các bậc thánh tăng thôi. Tức là kết tập bằng cách tụng đọc lại những điều Phật nói, chứ không phải là có những cái văn bản mà ghi chép để đọc như chúng ta bây giờ. 7. Chùa nó mang ý nghĩa bao la rộng lớn quá, nên tôi không dám đặt cho cơ sở tu hành nơi tôi đang là trụ trì là chùa, mà chỉ dám đặt là tu viện mang tên Tường Vân. 8. Tôi Thích Phước Tiến xin nêu quan điểm của tôi rằng quý hòa thượng cũng như quý thầy đừng quá khắt khe, tức bắt Phật tử tới chùa phải ăn mặc lịch sự, kín đáo. Tôi Thích Phước Tiến khuyến khích tất cả các Phật tử cứ tới chùa là tốt rồi, không cần ăn mặc kín đáo, lịch sự, tóc xanh tóc đỏ, quần ngắn quần dài, áo mỏng áo dài gì cũng được hết,
miễn tới chùa là được rồi. 9. Tôi, Thích Phước Tiến, khuyến khích phát triển pháp môn thiền ôm trong chùa, tức môn thiền ôm nhau không phân biệt giới tính. Đây là pháp môn cao tột của nhà Phật. Sao Hòa Thượng Nhất Hạnh đưa ra những con đường tu tập thiền rất là lạ? Ví dụ các vị có nghe thiền ôm chưa? Hả? Muốn thực tập thử không? Các vị nghe từ này quá lạ đúng không? Và nhất là đối với truyền thống của Á Đông nói chung, hay là đối với truyền thống phong kiến của Việt Nam nói riêng, thì cái từ này nó nghe dễ dàng có cảm giác giống như là nó dị ứng. Nhưng mà đối với văn hóa ôm của người phương Tây, nó không là vấn đề. Vì vậy, những người có đại trí huệ mới có thể đưa ra những cái con đường tu tập đặc thù để đáp ứng nhu cầu của con người đang là, hay là xã hội đó đang là. Cho nên cái từ thiền ôm, chúng ta nghe nó có cái gì thô kệch hay gì đó, nhưng mà sự thật rất quan trọng. Nó là cái để mà nói lại thâm tình, lặp lại trong cái mối quan hệ của cha mẹ, anh em, bậu bạn, vợ chồng trong cái thế giới phương Tây. Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang và Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, đây là trường hợp thứ hai của Thượng Tọa con sâu làm rầu nồi canh mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần cung cấp thông tin. Thầy chùa Thích Phước Tiến này tu không có giáo lý của Đạo Phật nên mới ví mình như người mù rờ voi và có những phát biểu loạn ngôn như thế. Nhân dân khẳng định thầy chùa Thích Phước Tiến này là thầy chùa giả 100%. Đề nghị Hòa Thượng cho xử lý thật thích đáng như đã phát biểu, đồng thời mời công an vào cuộc điều tra như đã hứa. Trường hợp 3, thầy chùa Thượng Tọa Thích Chí Trơn. Thầy chùa Thích Chí Trơn trụ trì tu viện Khánh An ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dân quả quyết rằng Thượng Tọa Thích Chí Trơn là thầy chùa giả 100% qua các lời giảng sau. 1. Trong một buổi thuyết giảng về Đạo Phật, thầy chùa Thích Chí Trơn nói rằng chúng ta đừng dùng tâm phân biệt tầm thường của phàm phu, mà chúng ta phải nhìn thấy được cái sâu xa hơn là trong hoa có rác, trong rác có hoa. Đừng phân biệt giữa hoa và rác. Chúng ta nhìn cái lẵng hoa này mình thấy là hoa đẹp, đúng không? Hoa này là quá đẹp, hoa rất là xinh tươi. Rồi chúng ta đi ngang qua bãi rác, mình thấy nó bẩn thỉu, nó dơ giấy. Mình chỉ muốn gần hoa nhưng mà không gần rác. Nhưng quý vị có biết rằng những đóa hoa xinh tươi này cũng từ rác mà lên. Nếu không có rác thì làm sao có được hoa? Chính cái rác kia mà vung bồi cho hoa mỗi ngày được xinh tươi, được tươi tốt. Cho nên cái nhìn quán chiếu của Đạo Phật là hãy nhìn trong rác có hoa, và nhìn trong hoa mình thấy có rác. 2. Khi có người đặt câu hỏi, tại sao trong ngành hoằng pháp của Đạo Phật, các vị giảng không ai giống ai, không người nào giảng giống người nào, thậm chí có những lời giảng hoàn toàn trái ngược nhau nữa, thì thầy chùa Thích Chí Trơn giảng rằng đó là do mỗi người nhìn pháp và pháp như thế nào thì người đó cảm nhận và thấy nó như vậy. Có những Phật tử hỏi chúng con, tại sao trong cái ngành hoằng pháp các vị giảng không ai giống ai, không người nào giống người nào, mà thậm chí nó có những cái trái chiều nữa? Con trả lời, đúng rồi, thấy được điều đó tức là thấy đúng pháp đó. Bởi vì pháp là tự nó là như nhiên, nhưng mà tùy khả năng mỗi người nhìn pháp và thuyết pháp như thế nào thì cái người đó cảm nhận và thấy nó như vậy. Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang và Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Đạo Phật là đạo dạy giác ngộ và giải thoát, tức thấy, nghe, hiểu biết bằng trí tuệ sáng suốt, khoa học, thực tế, rõ ràng, chứ chẳng phải không phân biệt như vậy. Lời giảng của thầy chùa Thích Chí Trơn quả thật là làm ngu dân, khiến người dân càng nghe Phật Pháp càng u mê tăm tối.
Thầy chùa Thích Chí Chơn tu hành không có quyển giáo lý của đạo Phật đúng nghĩa, nên mới tưởng tượng ra giảng kiểu như thế này. Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang và Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, đây là trường hợp thứ ba của Thượng Tọa. Con sâu làm dầu nồi canh mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần cung cấp thông tin. Nhân dân xin khẳng định, Thầy chùa Thượng Tọa Thích Chí Chơn là thầy chùa giả 100%. Nhân dân cũng kính đề nghị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho Thượng Tọa Thầy chùa Thích Chí Chơn này đến cư trú gần bãi rác Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, tu học trong vòng 1 năm để kiểm chứng xem Thượng Tọa Thích Chí Chơn có phải thực sự xem rác như hoa như đã giảng hay không, hay là thầy chùa này bịp bợm nhân dân. Nhân dân cũng đề nghị thêm rằng những công nhân làm nghề đổ rác hoặc những nhân dân nào có nhiều rác trong nhà, mỗi ngày lên cúng dường vài chục đống rác, đem bó lại thành từng bó đến tu viện Khánh An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh tặng thầy chùa Thích Chí Chơn để thầy chùa này đem dâng cúng tại chánh điện của tu viện mình để kiểm chứng xem thầy chùa Thích Chí Chơn này có thực sự xem rác như hoa hay không, hay là lừa đảo nhân dân. Đề nghị xử lý thầy chùa giả Thích Chí Chơn này theo như quý hòa thượng đã phát biểu, đồng thời mời công an vào cuộc điều tra như đã hứa. Trường hợp 4, thầy chùa Hòa Thượng Thích Huệ Thông. Thầy chùa Thích Huệ Thông này tu chùa ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, là một hòa thượng lại giữ chức vụ trưởng ban pháp chế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng thầy chùa Thích Huệ Thông này lại phát ngôn và hành động như một kẻ giang hồ thứ thiệt. Thứ nhất, gương mặt rất dữ tợn. Thứ hai, khi phát biểu trong các cuộc họp có lãnh đạo giáo hội, nhưng thầy chùa Thích Huệ Thông này lại hành động như một kẻ giang hồ khi liên tục giơ ngón tay trỏ lên trời như một tay anh chị có máu mặt, nói chuyện như ăn tươi nuốt sống người khác. Nếu anh chấp nhận theo quy định của chúng tôi, của hiến chương, của các quy định của giáo hội, thì anh sẽ là thành viên của chúng tôi. Còn nếu anh cho chúng tôi là không đúng, cho giáo lý của chúng tôi là không được, thì anh không cần thiết phải gia nhập vào chúng tôi. Không đơn giản là thế. Có gì đâu. Không? Bởi vì tất cả ở đây ta không tranh luận là đúng hay sai, không tranh luận đúng với sai trong vấn đề này. Mỗi người có một cái quyền nhận thức của mình, nhưng không được xúc phạm đến người khác theo điều 5 của luật tín ngưỡng tôn giáo. Những điều nghiêm trọng, những điều vi phạm nghiêm trọng luật tôn giáo, cái định rõ đó là xúc phạm đến danh dự, đến nhân phẩm và đến tôn giáo của người khác. Đó là luật quy định những điều nghiêm cấp. Do vậy anh cảm thấy anh không thích, anh cho chúng tôi là không phù hợp thôi, anh khỏi cần gia nhập. Anh độc lập từ lúc bây giờ, nhà nước cho anh hoạt động hay không là chuyện của nhà nước, không liên quan đến chúng ta. Thứ ba, liên tục chửi thề khi phát biểu trong cuộc họp có cả lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là điều không thể chấp nhận được về mặt tư cách và đạo đức của một tu sĩ đạo Phật, chứ nói chi là một vị hòa thượng. Thế mà thầy chùa Thích Huệ Thông này lại giữ tới chức vụ trưởng ban pháp chế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay sao? Thứ tư, nhân dân gần chùa ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nơi thầy chùa Thích Huệ Thông này trụ trì, đồn âm lên rằng thầy chùa Thích Huệ Thông này thường xuyên hút thuốc, uống rượu bia. Thầy chùa Thích Huệ Thông này cư xử không đúng tư cách của một vị hòa thượng là phải ăn nói lễ độ, có lòng từ bi hỷ xả, hòa nhã với mọi người, vân vân. Thầy chùa Thích Huệ Thông này tu không có giáo lý của đạo Phật nên mới ăn nói và hành xử như giang hồ như thế. Bây giờ biểu lập ban quản trị, tự nhiên con lo chứ. Thế thì con đưa cái ý kiến này lên Trung ương Giáo hội trong một cuộc họp để chuẩn bị biên soạn cái quy chế, cái quy chế ban quản trị. Bây giờ các vị trụ trì người ta hoang mang dữ lắm, người ta sợ dữ lắm. Người ta nói chùa người ta có khi cả 100 năm thầy người ta để lại, tổ người ta để lại, người ta bình yên, người ta sống bao nhiêu năm nay,
đùng một cái cái quất cho ban quản trị, nó làm rối loạn hàng ngũ hết. Nhiều nhiều vị người ta phát biểu thẳng như vậy thì tâm trạng mình cũng giống vậy chứ, đúng không? Mà ban thế thì giáo hội đưa vô lắng nghe hết ý kiến của tăng ni để đáp ứng cho nhu cầu mà tăng ni đang lo lắng. Thế thì quy định của hiến chương và quy chế là gì? Trụ trì là trưởng ban quản trị. Nghe thấy cũng khỏe chút được rồi. Thôi mình làm trụ trì, mình làm trưởng ban quản trị thì mình cũng ổn rồi. Quất một cái ban quản trị 5 năm bổ nhiệm lại một lần, đó lo tiếp nữa. Mày không biết 5 năm sau rồi có được tiếp tục làm trưởng ban quản trị không? Mày không biết 5 năm sau rồi có được tiếp tục làm trưởng ban quản trị không? Là làm mít lòng ban trị sự cái mà có chuyện nữa. Cũng lo chứ. Chư Tôn Đức Tăng Ni không biết lo không chứ lúc đó còn lo. Nói chứ làm trưởng ban trị sự có lúc cũng phải kết thúc chứ đâu có. Nhưng mà trụ trì thì vĩnh viễn, trụ trì chùa mà. Thì khi nghe nói rằng quy định của giáo hội là 5 năm bổ nhiệm ban quản trị tự viện một lần. Lo. Hồi nãy thì giáo hội cho phép trưởng ban, trụ trì là trưởng ban là ngon rồi. Nhưng 5 năm bổ nhiệm một lần. Đó không biết có được bổ nhiệm lại không? Thế thì con cũng trình cái ý này lên quý ngài. Quý ngài ngồi lại mới thấy có lý, bởi vì quý cụ ông nào cũng trụ trì hết á. Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang và Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, đây là trường hợp thứ tư của Hòa Thượng con sâu làm dầu nồi canh mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần cung cấp thông tin. Nhân dân xin khẳng định thầy chùa Thích Huệ Thông này là thầy chùa giả 100%. Nay, nhân dân chúng tôi kính đề nghị Hòa Thượng Thích Gia Quang và Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh cho điều tra và xử lý Hòa Thượng thầy chùa Thích Huệ Thông này như đã tuyên bố, đồng thời mời công an vào cuộc điều tra như đã hứa. Trường hợp 5, thầy chùa Hòa Thượng Thích Chân Tính. Thầy chùa Thích Chân Tính tu ở chùa Hoàng Pháp ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất là một hòa thượng, nhưng thầy chùa Thích Chân Tính này không hề có quyển giáo lý đạo Phật đúng nghĩa để mà tu học theo, nên mới đem sữa pháp ban mai của mình giảng cho các đệ tử và Phật tử nghe vào giờ cơm, không đúng một chút nào. Là một hòa thượng xuất gia mấy chục năm, nhưng thầy chùa Thích Chân Tính này lại luôn tưởng nhớ về chuyện tình yêu, bẫy tình, gợi tình nam nữ từ hơn 30 năm về trước của mình. Lợi dụng mình là giảng sư đạo Phật nên nhiều lần đem những chuyện trần tục nam nữ, yêu đương, gợi tình để giảng trong chùa cho rất nhiều Phật tử nghe. Miêu tả rất cụ thể, rất chi tiết, rất nhuần nhuyễn. Thế là có leo lên giường, có nằm xuống. Nhưng mà nằm thì nằm ngửa thì không đủ, cho nên phải nằm nghiêng. Có nằm nghiêng vào phía trong, có cứ nhích 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 đẩy thầy sát vô tường. Thầy cũng biết rồi, nhưng mà mình im để theo em có làm gì. Cái này là thử thách. Cô mới lấy cái tay trái của đó luồn xuống cái cổ của thầy á, gác lên cái gối có luồn xuống dưới đó. Còn cái tay phải cố choàng qua ôm. Thầy nghe cô thở mạnh lắm, hịt hịt vậy đó. Mà cái tim cô đập thịt thịt mình cũng nghe luôn. Thật ra cô này cũng gan, nhưng mà lúc đó thì chắc cũng hồi hộp và sợ hay sao. Cô thở mạnh lắm mà cái tim thì đập mạnh nữa. Lúc đó thì thầy mới thấy cũng hơi hơi bị động tâm rồi. Như quý vị cũng biết mà, mở đưa tới miệng mèo thì làm sao cưỡng được. Lửa thì nó sát vào rơm đó làm sao mà không cháy. Lúc đầu thì thầy tính là thử để xem coi làm sao. Là một hòa thượng nhưng lại ăn nói thiếu văn hóa, thiếu đức độ, không thể hiện lòng từ bi của một vị tu theo đạo Phật, đồng thời hành xử không đúng tư cách và đạo đức của một vị tu sĩ xuất gia, chứ đừng nói chi là một vị hòa thượng. Cụ thể như sau: khi bị nhiều nhân dân phát hiện và vạch trần những lời giảng bậy bạ của mình,
không đúng với giáo lý của đạo Phật, không đúng lúc, đúng chỗ, thì thầy chùa Thích Chân Tính này với thái độ rất căm thù lên mạng chửi những nhân dân vạch trần trên là đồ ngu, thua cầm thú, không biết hổ thẹn. Hành động và lời giảng này của thầy chùa Hòa Thượng Thích Chân Tính được rất nhiều Phật tử bên dưới tán dương và vỗ tay nồng nhiệt. Giỏi. Cô hỏi thưa bác, cháu có nghe chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa tu Phật Thất. Cháu không biết cái khóa tu Phật Thất là gì, và cháu cũng không hiểu là hai cái từ Phật Thất là cái gì. Xin bác giảng giải cho cháu được biết. Ông này trả lời: Phật là đấng toàn giác, thất là cái nhà. Phật thất là đem ông Phật về nhà. Lần đầu tiên trong đời thầy nghe ông cư sĩ này giải thích chữ Phật thất rất là hay. Thầy sẽ nêu cái chữ thất để cho quý vị được hiểu. Cái chữ thất đầu là nhà. Phật thất là ông Phật về nhà. Chữ Phật thất này đúng hay sai? Chữ thất thứ hai là mất. Phật thất là Phật đi mất. Chữ thứ hai này đúng hay sai? Thứ ba thất là bảy. Phật thất là bảy ngày tu niệm Phật. Đúng hay sai? Vậy là quý vị giỏi hơn cái ông đó rồi đó. Qua đây thầy cũng khuyên quý Phật tử, sau này nếu có ai hỏi về Phật Pháp, mình biết thì trả lời, không biết thì nói không biết. Mình biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Đó là người người trí. Còn không biết mà nói biết đó là người gì? Đúng rồi, ngu. Bởi vì mình nói ra là lòi cái gì? Lòi cái ngu ra. Hổ thẹn khi người ta biết việc làm sai trái của mình và sợ quả báo của việc làm sai trái đó bị hình phạt hoặc là đọa ác thú. Người không có tàm quý thì chẳng khác gì, khác gì cầm thú. Ở trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy: người không biết tàm quý chẳng khác gì cầm thú. Cầm thú nó có biết hổ thẹn không? Không. Con người phải khác con thú ở chỗ là biết hổ thẹn. Mình có biết hổ thẹn thì mới không dám làm những cái điều sai, điều xấu, điều bậy. Còn cái người mà không biết hổ thẹn thì cái gì cũng làm hết á. Vì có biết hổ thẹn đâu, giống như con thú nó chả biết hổ thẹn gì hết trơn. Thứ hai là một hòa thượng, nhưng thầy chùa Thích Chân Tính này thường xuyên biến chùa Hoằng Pháp của mình thành sàn ba giải trí, kích động giới trẻ, gây ồn ào, mất an ninh trật tự địa phương, mất đi trang nghiêm nơi cửa Phật.
là một hòa thượng, nhưng thầy chùa Thích Chân Tính này cố tình biến chùa thành sân khấu ca nhạc tạp kỹ. Khi chính hòa thượng này đăng đàn ca hát bài Túp Lều Lý Tưởng, một thể loại âm nhạc yêu đương trần tục của nam nữ, hoàn toàn không phù hợp với cửa chùa trang nghiêm thanh tịnh. Túp Lều Lý Tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi, Túp Lều Lý Tưởng của em và của anh, đâu đâu nào em ơi, Túp Lều Lý Tưởng. Mà thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Thì cái câu kế không phải tại anh cũng không phải tại em, tại đời đen trắng nên chúng mình xa nhau. Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang và Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, đây là trường hợp thứ 5 của Hòa Thượng con sâu làm dầu lồi canh mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần cung cấp thông tin. Nhân dân khẳng định Hòa Thượng Thích Chân Tính này là thầy chùa giả 100%. Đề nghị Hòa Thượng Thích Gia Quang và Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh cho xử lý như đã nói, đồng thời mời công an vào cuộc điều tra như đã hứa. Trường hợp 6, thầy chùa Hòa Thượng Thích Minh Thiện. Thầy chùa Hòa Thượng Thích Minh Thiện này hiện đang là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và là trụ trì chùa Thiên Châu ở đường Huỳnh Văn Nhất, phường 3, thành phố Tân An, Long An. Trước cổng chùa Thiên Châu có treo bảng Từ Bi Trí Tuệ, nhưng chính thầy chùa Thích Minh Thiện này lại đi thư kiện bỏ tù người khác. Vậy Từ Bi ở chỗ nào? Chùa Thiên Châu chuyên tổ chức cúng sao, giải hạn, xin xăm, bói quẻ, coi ngày giờ tốt xấu. Vậy Trí Tuệ nó làm ở đâu? Chùa Thiên Châu, nơi thầy chùa Thích Minh Thiện này làm trụ trì, có treo bảng giác ngộ và giải thoát, nhưng thực tế chỉ biết tổ chức cúng sao, giải hạn, xin xăm, bói quẻ, cầu an, cầu siêu. Vậy thầy chùa Thích Minh Thiện này giác ngộ thế nào? Và cái thứ hai mà thường phải làm đó là khởi công động thổ và khánh thành điều tổ chức cúng hết á. Cúng lúc bây giờ mới nói là mình để tưởng nhớ cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn thập loại hàm linh nơi xứ sở này. Do đó nói một câu mà nhớ ơn chiến sĩ, các ông cán bộ cũng nghe. Các ông cán bộ cũng nghe. Cái lời nguyện hương của mình nó không có truyền thống ở trong những bài mẫu của từ biển chúng ta đâu. Cái lời nguyện hương của mình nó không có truyền thống ở trong những bài mẫu của từ biển chúng ta đâu. Mà chúng tôi nói là nguyện cho quốc tổ hùng vương các đời minh quân cho đến Bác Hồ đến anh hùng liệt sĩ, nói dông dông dài dài vậy, các vị đã hy sinh cho đại cuộc này, ngày nay đất nước đã đánh thanh bình, nơi đây đang phát triển, làm chiếc cầu này để kết nối và để phát triển, các ông có linh thiêng chứng minh cho cái lễ này, phù hộ cho cái cầu này được tốt đẹp, thì nói vậy đó. Và khi mình cúng tụng, mình cũng đem vài ba câu thơ kệ mang tính cách giống như mình là thiết linh á. Mang tính cách giống như mình là thiết linh á. Thầy chùa Thích Minh Thiện này không biết giác ngộ là cái gì thì làm sao biết đường giải thoát? Thầy chùa Hòa Thượng Thích Minh Thiện này tu hành không có quyển giáo lý của Đạo Phật nên mới lên mạng giảng rằng Đạo Phật có vô lượng pháp môn. Thứ nhất là hoằng pháp trên cốt lõi giới định tuệ của chánh pháp, không rời giáo điển, không thế tục quá Phật pháp, không chỉ trích pháp môn tông phái Phật giáo. Bởi vì ta cũng không quên là có vô lượng pháp môn. Bởi vì ta cũng không quên là có vô lượng pháp môn. Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang và Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, đây là trường hợp thứ 6 của Hòa Thượng con sâu làm rầu nồi canh mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần cung cấp thông tin. Nhân dân quả quyết thầy chùa Hòa Thượng Thích Minh Thiện là thầy chùa giả 100%. Nhân dân kính đề nghị xử lý thầy chùa giả Thích Minh Thiện này để lấy lại danh dự cho Đạo Phật, đồng thời mời công an vào cuộc điều tra như đã hứa. Trường hợp 7,
Thầy chùa Hòa Thượng Thích Biểu Chánh. Thầy chùa Thích Biểu Chánh này hiện là Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy là một hòa thượng, cũng là người có chức vụ trong Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, như thầy Thích Biểu Chánh này lại không có quyển giáo lý đạo Phật, mà chỉ dựa vào sự tưởng tượng của mình để giảng dạy, không đúng một chút nào. Ngoài ra, hòa thượng còn ngang nhiên công khai đăng đàn hiến kế cách moi tiền người khác bằng cách kết bạn Zalo và Viber với hàng ngàn Phật tử. Đến ngày sinh nhật của họ thì tìm cách nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Từ đó, Phật tử sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình. Hòa thượng này cũng bày vẽ thêm là lên mua sắm điện thoại thật xịn, có thể kết bạn với hàng ngàn Phật tử để có thể chúc mừng sinh nhật nhiều người hơn. Từ đó, tiền vô như nước sông Đà. Bọn Thích Pháp từ năm 1974, lúc đó còn 16 tuổi, mới thọ sẽ ghi xong, ra đất mà đáp mời Thích Pháp rồi. Thiệt rí tới khoảng chừng 2010, mà cũng kêu ai biết mình là ai. Nó gọi là nó hấm hiu vậy đó. Nhưng mà thật sự mà nói rất là ngại, nhưng mà thì làm tôi cũng biết cho một điều. Ông thầy cũng nói là bây giờ thượng tọa phải sư phải nghe và đưa tiền thông lên. Mà bố nói là tôi không ngại lắm, mình lên mình thiết rồi mình lỡ mình câu gì hết. Hơn cái gì là người này nói rồi kia nói. Rồi mình cũng ngại mắc cỡ, ngại. Nhưng mà từ khi nghe cái lời khuyên toán từ thì bây giờ những bài hát của con trên mạng bây giờ nó bao la. Tiền vô như nước, sông Đà. Những người không quen biết mình họ vẫn có tiền cho mình. Con xin làm 30 giây để hiến kế, chứ không phải nói chuyện. Hiến kế thông qua tiền thâm để có tiền và có quần chúng. Chúng ta dùng cái mạng Zalo và mạng Viber. Và đây kinh nghiệm của con nha. Con lấy tiền từ và Zalo và Viber, lấy tiền ở đâu? Thí dụ như Phật tử đến gặp chúng ta, những người quen thân, nên là kết cái điện thoại vô cái điện thoại của mình thôi. Rồi xong hết. Thì tới ngày sinh nhật của họ đó, thì nó hiện lên cái Zalo, cái mình happy birthday họ. Nó tự nhiên cái ngân hàng của con nó tin 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 tin. Mình nhắc họ, nhắc có tôi đây. Mới chúc mừng bà, mới chúc mừng ông. Wow. Rồi, cái Viber cũng nó cũng hiện lên sinh nhật luôn. Và ở đây mình có hai cái, đó là giữ nguồn chúng cho Phật giáo. Và chúng ta phải làm. Thứ hai thì nếu người nào có duyên, họ có điều kiện, nếu họ có muốn cúng, họ sẵn kịp đám tiệc gì của họ, đám cưới, đám ma gì đó của họ, thì họ sẵn cái cơ hội đó họ mới chuyển cho mình được kết. Ít nhiều gì cũng có là tích góp gió thành bão. Mà cái lô có thể nâng lên tới 1000 người. Mà nếu như trường hợp mà cái máy mình nó đầy thì mua máy khác. 2000 người, 3000 người. Rồi mà một năm mà mình có cái điện thoại của họ, một năm mình tiến liên lạc có một lần thôi. Là sinh nhật của họ đó thì kinh hết. Ngoài ra, Hòa Thượng Thích Biểu Chánh này cũng thẳng thắn tâm sự. Ai cũng dường 5 triệu thì Hòa Thượng mặt nhăn như mặt gì. Phải chi cúng 50 triệu thì còn được. Đó là xem như là mình nói hoài không ai cúng đồng nào hết. Nó riết họ phiền não luôn. Có nhiều khi mình thấy Phật tử đó, giàu có đó, mình nghĩ họ đi chùa mình. Mình nghĩ rằng là mình khi mình xây chùa lên thì cái gì Phật tử đó sẽ cúng dường cho mình khá. Nhưng mà chờ hoài, em ru mà ru cũng thấy lên tiếng vậy. Rồi khi mà mình nóng ruột mình lên tiếng, người ta cũng cúng tượng trưng vậy thôi. Tôi nhớ có lần đó tôi thấy tôi bị sốc. Tôi thấy cái gì đó họ cúng với chùa nhiều khác nhiều lắm, họ cũng quen tôi lâu lắm rồi. Mà tôi làm cái chùa cũng mấy tỷ, cả chục tỷ rồi. Nhưng mà mình hơi, rồi mình thấy sốt ruột, họ không lên tiếng, mình lên tiếng. Mình sốt ruột. Cái trụ trì có cái bệnh đó, bệnh sốt ruột. Thấy người ta cúng chùa khác ào ào mình sốt ruột. Thì mình lên tiếng họ cúng tôi có 5 triệu bạc. Tôi cầm 5 triệu bạc mà mặt tôi nó nhăn giống như là cái gì. Nếu họ cúng 50 triệu thì mình còn ăn uống được. Mình nghĩ cái người để chắc mình làm cái chùa này họ sẽ cúng khá. Nhưng mà còn cái người đâu á, mình không biết đâu á. Họ cầm tới họ đưa tôi 700 triệu. Khi tôi xây cái chùa đó, chính điện cái thầy Diệm Quốc Sơn. Giờ có thể ngồi cả 1000 người á, 1500 người được.
Kính thưa Hòa thượng Thích Gia Quang và Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, đây là trường hợp thứ 7 của Hòa thượng. Con sâu làm rầu nồi canh mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần cung cấp thông tin. Những phát ngôn trên của Hòa thượng Thích Biểu Chánh, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là lỗi sỉ nhục lớn nhất dành cho danh dự của một tu sĩ đạo Phật chân chính. Không còn cách nào khác, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phải nghiêm túc xử lý ngay trường hợp cụ thể này của Hòa thượng Thích Biểu Chánh này. Đây không phải là tư cách và đạo đức của một vị tu sĩ đạo Phật chân chính, chứ đừng nói chi là một vị hòa thượng. Nhân dân kính đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần loại bỏ Hòa thượng Thích Biểu Chánh này ra khỏi hệ thống Giáo hội Phật giáo của mình để làm gương, đồng thời mời công an vào cuộc điều tra như đã hứa. Trường hợp 8, thầy chùa Thượng tọa Thích Nhật Từ. Thầy chùa Thích Nhật Từ này trụ trì chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chính miệng thầy chùa Thích Nhật Từ khẳng định rằng đạo Phật chưa có quyền giáo lý, nên thầy chùa Thích Nhật Từ này chuyên làm các nghề như sau. 1. Chuyên nghề bán bùa để lừa đảo những người không hiểu biết, lấy tiền của những người này. 2. Chuyên nghề bán phép, lừa đảo những người không hiểu biết cũng để lấy tiền của những người này. 3. Thầy chùa Thích Nhật Từ này chuyên hành nghề giảng sư, dạy tình dục nam nữ, hướng dẫn sử dụng dụng cụ kích dục. 4. Chuyên hành nghề bình luận bóng đá. 5. Thầy chùa Thích Nhật Từ này chuyên hành nghề tổ chức đám cưới. 6. Thầy Thích Nhật Từ này chuyên hành nghề du lịch. 7. Chuyên bình luận chính trị nên không phải là thầy chùa chính hiệu. 8. Thầy Thích Nhật Từ này chuyên kêu gọi Phật tử tham gia cải cách chính trị. 9. Thầy Thích Nhật Từ này chuyên kêu gọi 57.000 tăng ni cùng nhau kiện tụng người khác. 10. Thầy Thích Nhật Từ này chuyên cầu siêu cho người chết, đây là lừa đảo nhân dân. 11. Thầy Thích Nhật Từ này cúng cho cô hồn ăn để Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành vaccine Nanocovax, đây là hành vi lợi dụng tôn giáo để lừa đảo nhằm trục lợi phi pháp. 12. Thầy Thích Nhật Từ này nhiều lần vào trường học để truyền bá đạo Phật, đây là hành vi hoàn toàn bị pháp luật nghiêm cấm. 13. Thầy chùa Thích Nhật Từ này lợi dụng chức sắc tôn giáo để lên mạng chửi rủa và xúc phạm người khác, như chửi người ta là chó, là mèo, chửi người ta là đồ mất dạy, là kẻ tâm thần hoang tưởng. Vào lao không? Toàn là những kẻ sàng bậy, thậm chí là mất dạy. Vì tôi thấy thầy trò chùa Ba Vàng này đó, tự mình đập cất rồi đổ lỗi cho người khác. Để ra khi đập cất xong á, phải đi rửa chân. Một người háo thắng là tôi thường sánh ví giống như một con mèo mà lại đi thách đấu với con sư tử. Gần đây thì có những Phật tử háo thắng mà kiến thức Phật học thì chưa đầy lắm ít. Giống như con chó mới mọc rằng nè, gặp cái gì cũng cắn. Thương gú cái rằng nếp. Nó cắn vô mấy cái Phật đó để chứng tỏ là nó có rằng. Còn con chó trưởng thành á, không làm như thế. Thế còn cái dễ dãi của tăng ni Phật tử nó dẫn đến tình trạng người ta ý trên đầu Phật giáo, ý trên đầu thành ni, ý trên đầu của cái sự tu học Phật Pháp. Cái tình trạng đó không nên tiếp tục diễn ra. 14. Thầy chùa Thích Nhật Từ này chuyên lên mạng viết thư kêu gọi người khác đóng góp tiền vào quỹ chùa của mình mà không báo cáo và đóng thuế cho cơ quan nhà nước. 15. Thầy chùa Thích Nhật Từ này thành lập nhóm Phật tử Ba La Mật để thu tiền của họ mỗi người 250.000 đồng một tháng. Số tiền thu này mỗi tháng rất nhiều, không đóng thuế cho nhà nước. 16. Thầy chùa Thích Nhật Từ này thành lập công ty riêng. Đây là điều hoàn toàn nghiêm cấm trong giới luật, nhà Phật và hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 17. Đặc biệt, thầy chùa Thích Nhật Từ này có đến 5 tài khoản ngân hàng mang tên Trần Ngọc Thảo để Phật tử và Mạnh Thường Quân chuyển tiền vào. 18. Thầy chùa Thích Nhật Từ này quá giàu nên phách vàng 24K toàn bộ chánh điện của chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
19. Thầy chùa Thích Nhật Từ này cho đệ tử của mình vào chùa đặt câu hỏi và nói giáo hội Phật giáo Việt Nam như một cái nồi lẩu thập cẩm, bát nháo như chợ trời, mạnh ai nấy giảng, lung tung tông hết. Cái Phật giáo của Việt Nam mình không có thương hiệu. Con đã nghe một vị thầy giảng ở cái đạo tràng nói là giống như một cái lẩu. Dạ, lung tung hết, mặt tổng nằm, tổng bắt tổng, lung tung tổng gì, tất cả các đứa đều rót vào Việt Nam ta. Dạ, rồi như các vấn nạn thầy thấy đó, thì mạnh ai nấy tù, mạnh ai nấy chứng, mạnh ai nấy quảng cáo. Vậy thì vấn đề đặt ra là giai trò của giáo hội ở đâu mà thầy sao để cho bát nháo như là cái chợ trời vậy? 20. Thầy chùa Thích Nhật Từ này lên mạng khoe thành tích vượt biên trốn khỏi Việt Nam của mình lên đến 16 lần từ những năm 1984 đến năm 1989. Nhưng 16 lần vượt biên đều không thành công vì thiếu tiền. Ở chùa Giáp Mẫu, cái thời điểm mà thầy vào tu đó là năm 84. Thì đã có một chục thầy đi vượt biên. Và thầy cũng đã từng đi vượt biên 16 lần mà đi vượt biên hụt. Vì không đủ tiền. Thầy lúc đó thì chỉ có đồng chỉ mấy vàng thôi. Thầy làm sẵn một mấy cái tờ cam kết. Nhà mỏ cái tờ thì chỉ chừa cái tên của người chủ nghe thôi. Thì từ năm 1975 cho đến năm 90 đó, đó là cái giai đoạn cực kỳ khó. Có bởi sự cấm vận của chính quyền và Liên minh Hoa Kỳ. Việt Nam nghèo rất mong tơi, lạc hậu, bị cô lập. Khó về chính sách tôn giáo. Lúc bây giờ, thì mấy cái bối cảnh đó thì rất nhiều thanh niên có điều kiện đó. Thầy đi dục viên, bản thân thầy cũng đi 16 là bông nè. Mẹ không đủ tiền. Chỉ đến lúc đó mà có được 3 chỉ vàng thôi. Thì giờ thầy cũng đã ở có quốc tịch nước ngoài, nhưng mà quốc tịch Việt Nam. Còn chùa Giác Ngộ ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh là nơi đã tổ chức vượt biên thành công cho hơn chục tu sĩ xuất gia. Rồi một lần khác nữa là thầy Dược Hùng, thấy không? Thì cũng là một Phật tử chùa mình tổ chức đi vượt biên. Thì thầy cũng định nâng để Phật tử đó. Mà từ đó cũng hứa hẹn với thầy, thầy cũng làm một tập cam kết gửi cho bà. Yeah. Nhưng mà đến lúc ngày đi thì bỏ rớt thầy lại, chịu trước con thầy Dược Hùng lên. Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Báo Giác Ngộ online ngày 27 tháng 2 năm 2024 có đăng tin rằng Hòa Thượng Thích Gia Quang chia sẻ Đảng và Nhà nước đều công nhận Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Phật giáo đem lại rất nhiều lợi lạc cho người dân. Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang, về việc Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo đem lại rất nhiều lợi lạc cho người dân, thì nhân dân chúng tôi hoàn toàn đồng tình. Nhưng ông thầy chùa Thích Nhật Từ lợi dụng chức sắc tôn giáo để công khai tuyên truyền vượt biên, trốn khỏi Việt Nam đến 16 lần, đồng thời còn khoe rằng chùa Giác Ngộ ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh là nơi từng tổ chức vượt biên thành công cho gần chục tu sĩ. Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang, hành động công khai tuyên truyền vượt biên đến 16 lần của thầy chùa Thích Nhật Từ này được liệt kê vào tội phản quốc, ngang nhiên thách thức pháp luật và các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, hoàn toàn không phải là đồng hành cùng dân tộc. Lời tuyên truyền vượt biên này của thầy chùa Thích Nhật Từ được đăng đàn công khai nhiều năm, được nhân dân báo cáo và phản ánh rất nhiều lần. Nhưng vẫn chưa thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam xử lý những sai phạm nghiêm trọng của thầy chùa Thích Nhật Từ này. 21. Đặc biệt, thầy chùa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam này có những phát ngôn ngược lại hoàn toàn với lời giảng của Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, gây ra hoang mang và bức xúc rất lớn trong nhân dân. Từ những bất cập trong việc giảng dạy đạo Phật của hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
Nhân dân xin dẫn chứng một vài trường hợp tiêu biểu như sau. Dẫn chứng 1. Hòa thượng Thích Chí Quảng thì dạy Đức Phật dạy đạo tổng cộng 49 năm, còn Thượng tọa Thích Nhật Từ thì giảng Đức Phật dạy chỉ có 45 năm thôi, không phải 49 năm. Tất cả các pháp môn phương tiện của Đức Phật nói ra trong 49 năm của Ngài đó, thì cái này đều nằm ở trong cái tạng vô lượng nghĩa hết. Theo lịch sử thì Đức Phật truyền bá chân lý suốt 45 năm. Hồi nãy tôi đã nói là 49 năm, thật ra chỉ có 45 năm thôi. Ngài giác ngộ ở tuổi 35, qua đời ở tuổi 80. Mỗi ngày nếu Đức Phật thuyết giảng 5 bài kinh, dù là dài vừa hay là ngắn, mỗi năm thì có 365 ngày. Để lý chúng ta làm một bài tóm nhanh. 365 ngàn năm, tức là 5 bài đó, và nhân 45, tức là 45 năm, chúng ta sẽ có con số là 84.000. Dẫn chứng 2. Hòa thượng Thích Chí Quảng thì dạy Đạo Phật là một trong ba tôn giáo lớn trên thế giới, còn Thượng tọa Thích Nhật Từ thì giảng Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Dẫn chứng 3. Hòa thượng Thích Chí Quảng thì dạy Đạo Phật có 84.000 pháp môn, còn Thượng tọa Thích Nhật Từ thì giảng Đạo Phật duy nhất chỉ có một pháp môn là Tứ Diệu Đế. Ai nói 84.000 pháp môn là ngộ nhận? Mà mình tu pháp môn này rồi chơi pháp môn khác thì cái này mình sai, cho nên không chơi. Cho nên 84.000 pháp môn của Đức Phật này nó ứng vào trong 84.000 trần lao phiền não của chúng sanh đây. Cho nên phiền não, trần lao, nghiệp chướng, ba cái này gọi là bệnh. Đố ai có thì có thể tìm được 10 pháp môn ở trong kinh Đại Thừa, chứ đừng đó là 84.000. Làm gì có chuyện mà 84.000 pháp môn. Pháp môn duy nhất của Đức Phật đó là Tứ Thanh Đế rồi, chứ không thể có pháp môn thứ hai. Dẫn chứng 4. Hòa thượng Thích Chí Quảng thì dạy Đức Phật dạy có 6 nẻo luân hồi, còn Thượng tọa Thích Nhật Từ thì giảng không có 6 nẻo luân hồi, mà thực tế chỉ có 2 nẻo thôi, không có nẻo địa ngục, mà địa ngục là chỉ để răn dạy cho những kẻ điếc không sợ súng, cồi không sợ lở. Còn các chùa cúng cô hồn là dựa theo Trung Quốc. Phật dạy mình ở trong 6 đường sanh tử là chỉ có loài người chúng ta tu được thôi, còn các loài khác không tu được. Trong 6 đường này, quý vị tính này nè, gọi là 3 đường ác và 3 đường thiện, phải không? 3 đường ác và 3 đường thiện. 3 đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 3 đường thiện là người, Atula và trời. 6 cảnh giới đó chỉ còn lại có 2 thôi, đó là con người và động vật. Còn địa ngục đó là giáo dục đạo đức cho những thành phần cùi không sợ lỡ, biết không sợ súng, thấy quan và không đổ lệ. Tức là họ trai tiếp nội sợ hãi là vừa ra khỏi khám, buổi sáng chiều là tiếp tục phạm tội phạm rồi. Và khi đọc vào cái danh bản mà nói về địa ngục đó, thì là giết người đó, bị chết đi sống lại hàng triệu lần, không gián đoạn, bao giờ kiếp này sang kiếp khác, nên ta nghe mà sợ luôn. Nếu mà địa ngục có thật đó, thì địa ngục còn ác hơn những kẻ làm ác nữa. Không biết phải biết trái gì hết. Những cái chuyện mà người ta nói đúng mình cũng không nghe nữa. Thậm chí người ta đã làm ác đọa địa ngục, mình đã làm gì có, phải không? Làm gì có địa ngục. Cho nên cái này gọi là si mê, không tin được, không có suy nghĩ, không biết cái chuyện đó. Bây giờ Đức Phật là cái người mà nói chính xác nhất, đúng nhất, mình cũng không tin nữa. Thành ra không tin Phật, không tin ai hết, không tin Thánh Hiền. Thì cái này người này trọn đủ 10 điều ác, gọi là thượng phẩm ác nghiệp. Thế nên thượng phẩm ác nghiệp thì chết phải đọa địa ngục thôi, đưa vào trong địa ngục ở. Dẫn chứng 5. Hòa thượng Thích Chí Quảng thì dạy Phật ở trong tâm chúng ta, còn Thượng tọa Thích Nhật Từ thì giảng tâm là tim, Phật nào ở trong tim, tào lao vớ vẩn. Suy nghĩ này nhiều về Đức Phật đó.
Thì lúc bây giờ đó, cái bước ban đầu mà Thầy nhận được là khi cái tâm mình mà nghĩ về Đức Phật đó, thì lúc bây giờ lâu ngày như vậy đó, tự nhiên cái hình ảnh Đức Phật được đưa vào trong lòng mình. Cho nên mình mới nói là Phật ở trong lòng, tức là Phật ở trong tâm. Dù cái đó là vẫn còn rất thấp, nhưng mà vẫn còn tốt hơn nhiều với những cái kiểu Phật tử lúc nào cũng là lý luận cao siêu. Phật đâu có mặt ở trong chùa, Phật không có mặt trong các tượng Phật, các ảnh Phật, tranh Phật. Rồi cuối cùng cái nào nó Phật ở tâm, tòa tàu lao. Tâm là trái tim. Phật làm sao mà ở trong trái tim mình được, ở trong cái tâm của mình được. Nhưng cái tâm của mình nó có nhiều thái độ tâm, thái độ cảm xúc, ông vẫn chưa vô đó để làm gì. Những học thuyết đó là vớ vẩn. Dẫn chứng 6, Hòa Thượng Thích Chí Quảng thì thành lập đạo tràng Pháp Hoa, chủ trương tu theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bắt nguồn từ sự tích Đức Phật cầm cành hoa sen giơ lên để kiểm thiền các đệ tử, còn gọi là câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu. Còn Thượng Tọa Thích Nhật Từ thì cho rằng sự tích Niêm Hoa Vi Tiếu không có thật trong lịch sử, mà là do người Trung Quốc dựng lập lên thôi. Chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thập tứ vô tướng, từ nay phó chúc cho ngài cả diệp. Và theo với câu chuyện thông qua lịch sử này đó, người Trung Quốc muốn nói rằng đó, thiền tông được họ chủ trương có nguồn gốc từ Phật Thích Ca, và tổ thứ hai chính là ngài cả diệp. Trên thực tế đó, thì câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu là không có thật. Dẫn chứng 7, Hòa Thượng Thích Chí Quảng thì dạy, người tu muốn giác ngộ và giải thoát thì đầu tiên phải ăn rễ cây, lá cây và trái cây, từ từ nhịn ăn từ một ngày cho tới 7 ngày sẽ tiến tới giác ngộ, giải thoát. Đem câu này đi hỏi Thượng Tọa Thích Nhật Từ thì vị này giảng, không biết ông thầy nào trả lời như trên là ông thầy ngoại đạo hay ông thầy Phật giáo. Nếu ông thầy Phật giáo là ông thầy này không biết học Phật ngày nào, ông thầy tào lao, mê tín, phản khoa học, phản Phật học, làm bậy, truyền bá bậy sẽ dễ dẫn đến hậu quả rất xấu, vân vân. Từ cái chỗ phàm tăng có thể lên hiền tăng, có thể lên thánh tăng, nhưng mà cũng có thể rớt xuống. Từ cái chỗ phàm tăng mà rớt xuống gọi là nghiệp tăng. Cho nên nghiệp tăng tức là tu nhưng mà lại còn có nghiệp. Cho nên cái nghiệp đầu tiên tất cả mọi người chúng ta đây ai cũng phải chịu, đó là hàng nhiệt cơ khát. Nó rõ ra đó là phải ăn, phải uống, phải có chỗ ngủ nghỉ, thì lúc bây giờ để chúng ta mới sống mà tu được. Cho nên đây từ cái chỗ phàm này mà có nghiệp. Thì nếu mà người quyết tâm tu đó, thì lần lần từ cái chỗ phàm này mà ta cắt bỏ cái chữ nghiệp đi, thành ra chúng ta không còn là nghiệp tăng nữa, mà ta trở thành ra hiền tăng, tức là người tốt trên cuộc đời, không lệ của cuộc đời. Cho nên những người tu này đó, ban đầu đó, thì người ta còn ăn uống bình thường, nâng lên một cao một bước đó, thì người ta còn ăn rễ cây, lá cây và trái cây mà người ta sống. Rồi lần lần ta không lệ thuộc cái này nữa, ta có thể nhịn đói từ một ngày cho đến 7 ngày, thì cái trường hợp này đó, lần lần ta không lệ thuộc vào cuộc đời, người ta được giải thoát. Câu hỏi của Nguyễn Quân. Có một vị thầy nói người mới tu còn ăn uống bình thường, nâng cao lên một bước, chỉ ăn rễ cây, lá cây, trái cây, sau còn một tuần trở lên mới ăn cơm một lần hoặc không ăn mới giải thoát được. Không biết ông thầy nào, ông thầy ngoại đạo hay là ông thầy Phật giáo? Nếu ông thầy ngoại đạo thì biết là ông thầy tào lao rồi, mê tín, phản khoa học, phản Phật học, phản nhân quả. Còn nếu đó là ông thầy tu sĩ Phật giáo thì mình biết rằng là ông này không có học Phật. Cho nên thầy tu nào, dù có tôn giáo nào hay là của Phật giáo mà dạy như cái câu hỏi nêu ra thì biết đó là ông thầy tào lao, không hề đọc kinh, không hiểu được kinh, làm bậy, truyền bá bậy thì dẫn đến nhiều hậu quả và xấu.
Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang và Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, đây là trường hợp thứ 8 của Thượng Tọa con sâu làm rầu nồi canh mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần cung cấp thông tin. Qua hàng chục vấn đề và dẫn chứng nêu trên về Thượng Tọa Thích Nhật Từ, nhân dân khẳng định thầy chùa Thích Nhật Từ này là thầy chùa giả 100%. Thầy chùa Thích Nhật Từ này là một trong những tu sĩ Phật giáo sở hữu nhiều tài sản và sống xa hoa trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thầy chùa Thích Nhật Từ này là một trong những tu sĩ đạo Phật thiếu đạo đức nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thầy chùa Thích Nhật Từ này là một trong những tu sĩ vi phạm giới luật của đạo Phật và vi phạm hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiều nhất. Thầy chùa Thích Nhật Từ này là sự sỉ nhục lớn nhất cho lịch sử Phật giáo Việt Nam. Do vậy, nhân dân kính đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải kiên quyết xử lý và triệt để loại bỏ trường hợp của thầy chùa giả Thích Nhật Từ này ra khỏi hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời mời công an vào cuộc điều tra như đã hứa. Để chi vậy? Để Giáo hội không bị xem là một tổ chức lung tung tông, như một tổ chức bát nháo như trợ trời, hay là một nồi lẩu thập cẩm có đủ món trong đó. Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, Phó trưởng ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, theo như lời của thầy chùa Thích Nhật Từ nói rằng, Giáo hội Phật giáo chưa có giáo lý đạo Phật đúng nghĩa như đạo Thiên Chúa. Mà chỉ có quy định bắt buộc là các vị thầy tăng dạy nơi đó phải hướng dẫn Phật pháp cho Phật tử mình như thế nào đều đúng với kinh đạo. Vì chúng ta chưa có kịch bản kinh điển toàn cầu, kịch bản kinh là sắp dạy giáo lý toàn cầu như là đạo Thiên Chúa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa ban hành quy định chuẩn mực về tiêu chí làm tu sĩ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa có ban hành quy định hướng dẫn Phật tử tu theo đúng chánh đạo. Nên nhân dân cũng kính đề nghị thêm, đó là: một, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhanh chóng cho ban hành giáo lý đạo Phật đầy đủ và chuẩn mực như thầy chùa Thích Nhật Từ đề cập ở trên, để quý thầy tu sĩ đạo Phật dựa vào đó để học, để hiểu và để giảng cho đồng nhất. Vì sao vậy? Vì thiếu quyển giáo lý đạo Phật chuẩn mực thì mỗi tu sĩ sẽ giảng một kiểu, theo sự tưởng tượng của mỗi người, không người nào giống người nào. Có những Phật tử hỏi chúng con, tại sao trong cái ngành Hoằng Pháp các vị giảng không ai giống ai, không người nào giống người nào, mà thậm chí nó có những cái trái chiều nữa? Con trả lời, đúng rồi, thấy được điều đó tức là thấy đúng pháp đó. Bởi vì pháp là tự nó là như nhiên, nhưng mà tùy khả năng mỗi người nhìn pháp và thuyết pháp như thế nào thì cái người đó cảm nhận và thấy nó như vậy. Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang và Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, nếu quý Hòa Thượng không tin thì hãy đem các câu hỏi cơ bản của đạo Phật sau, đem hỏi tất cả các tu sĩ trong toàn hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các câu hỏi như sau. Câu hỏi 1. Đức Phật dạy đạo tổng bao nhiêu năm? 45 năm hay 49 năm? Phải trả lời dứt khoát. Câu hỏi 2. Đức Phật dạy đạo có mấy pháp môn? 1 pháp môn, 6 pháp môn, 84.000 pháp môn hay vô lượng pháp môn? Phải nói đúng. Câu hỏi 3. Đạo Phật là đạo giác ngộ, vậy giác ngộ là giác cái gì? Câu hỏi 4. Đạo Phật dạy giải thoát, vậy giải thoát là đi về đâu? Công thức tu giải thoát như thế nào? Vân vân. Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang và Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, trên đây nhân dân chỉ gợi ý vài câu hỏi
đề xuất cho quý hòa thượng, thượng tọa gửi đến toàn thể tu sĩ đạo Phật Việt Nam để trả lời thử. Chúng tôi đảm bảo mỗi vị sẽ trả lời mỗi kiểu mà không người nào giống người nào. Vì sao vậy? Vì hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam đang thiếu quyển giáo lý đạo Phật căn bản, nên không tu sĩ đạo Phật nào biết để mà học, để mà hiểu và để áp dụng theo. 2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhanh chóng cho ban hành quy định chuẩn mực về tiêu chí làm tu sĩ. 3. Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhanh chóng cho ban hành quy định hướng dẫn Phật tử tu theo đúng chánh đạo. 4. Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhanh chóng cho điều chỉnh đạo Phật lại đúng với lời dạy của Đức Phật, như đạo Phật có mấy pháp môn phải nói rõ để người thắc mắc không còn thắc mắc. Đạo Phật tu thành rồi làm việc chi? Công thức tu các pháp môn của đạo Phật như thế nào? Tất cả các pháp môn của đạo Phật đều phải có giáo lý, vân vân. 5. Xin Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho kiểm tra tất cả các thầy chùa, kiểm tra tất cả các chùa, kiểm tra tất cả các ban quản lý các chùa, còn ban quản trị các chùa tư nhân, kệ người ta, để nhà nước kiểm tra. Để chi vậy? Thứ nhất, để Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất, chuẩn mực và đáng được tôn kính, chứ không phải mạnh ai nấy giảng, mỗi người mỗi kiểu, không ai giống ai, bát nháo như chợ trời, làm mất đi sự trang nghiêm của một tổ chức đại diện cho một đạo lớn như đạo Phật. Thứ hai, để không còn xảy ra những trường hợp mâu thuẫn trong lời giảng dạy giữa các vị giảng sư Phật học với nhau, mà cụ thể là trường hợp mâu thuẫn hoàn toàn trong lời dạy của Hòa Thượng Thích Chí Quảng và Thượng Tọa Thích Nhật Từ như đề cập ở trên, làm mất uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và đạo Phật nói chung. Thứ ba, để cho nhân dân cũng như Phật tử hiểu đúng về đạo Phật cũng như lời dạy của Đức Phật. Thứ tư, để đạo Phật đi vào nề nếp, không còn ai khinh chê nữa. Nếu có người nào khinh chê đạo Phật hay tu sĩ đạo Phật thì nhân dân chúng tôi sẽ bênh vực hết mình cho. Thứ năm, để cho những ngoại đạo không có cơ sở để phê phán đạo Phật là một đạo mê tín, bát nháo, không có giáo lý rõ ràng và chuẩn mực nhằm chống phá đạo Phật. Thứ sáu, nhân dân chúng tôi mong rằng các thầy chùa tu theo đạo Phật, vị nào cũng phải là những vị tỳ kheo chân chính của đạo Phật, để đạo Phật không còn những tu sĩ giả như hiện nay. Còn chùa của hội đạo Phật quản lý, không còn chùa nào tu sai quyển giáo lý của đạo Phật nữa, không còn tu sĩ nào là tu sĩ giả nữa. Cuối cùng, nhân dân chúng tôi cũng mong rằng các vị thầy lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nên chuẩn hóa đạo Phật lại, để không còn chùa hay tu sĩ lộn xộn như hiện nay, làm mất đi giá trị của đạo Phật là đạo khoa học. Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, Phó trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng tất cả các quý vị lãnh đạo trong Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trên đây, nhân dân chúng tôi chỉ liệt kê sơ bộ, cơ bản 8 trường hợp tu sĩ Phật giáo đang phá hoại đạo Phật, cũng gọi là 8 con sâu làm dầu nồi canh. Có thể nói, đây không đơn giản là 8 con sâu làm dầu nồi canh, mà đúng hơn là 8 mụn ung nhọt đang dần hủy hoại và ăn sâu vào cơ thể trong nhiều năm. Nếu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam không kịp thời cho xử lý, thì những ung nhọt này sẽ chuyển thành ung thư, lây lan nhanh chóng và không thể cứu chữa được nữa. Mà không ai khác, cơ thể bị hủy hoại đó chính là hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Do vậy, một lần nữa, nhân dân chúng tôi kính đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần họp gấp và loại bỏ những ung nhọt này ra khỏi cơ thể của mình theo tinh thần mà Bác Hồ đã dạy, thà cắt cả một vài cành để mà cứu cả cái cây. Trong những video tới, nhân dân chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam về những ung nhọt khác đã và đang ăn sâu vào các vị trí cũng như bộ phận khác của cơ thể. Kính thưa nhân dân cả nước, theo lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước về việc toàn dân tham gia công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, cũng như dựa trên tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, chúng tôi kính đề nghị nhân dân cả nước hãy vui lòng cung cấp thông tin về những thầy chùa khác ở địa phương của quý vị đã và đang làm sai chức năng, tư cách và đạo đức của một tu sĩ đạo Phật chân chính. Quý vị vui lòng cung cấp thông tin cho chúng tôi về những tu sĩ giả này qua hai cách. Một, cung cấp thông tin qua phần bình luận ở dưới video này. Hai, cung cấp thông tin và gửi qua email nhân dân làm chủ quốc gia @gmail.com. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Trân trọng, tập thể nhân dân chúng tôi đồng ký tên. Nơi nhận như trên, Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xử lý. Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xử lý. Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xử lý. Ông Trần Đức Thành, Giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC để biết. Bà Tiến sĩ Đoàn Hương để biết.